Đúng rồi. Chết tôi. Ôi. Đâu. Lông và lông. Chúng người luôn ạ. Sượt sượt con người. Chết tôi. Chết kinh chưa? Vãi. Ôi giữa đầu. Ôi cắt tiết luôn này. Anh thấy rồi. Trơn lắm. Chết luôn. Chết rồi. Cục ơi. Ông ăn được cổ. Chưa có. À đù, anh ạ. Nhưng mà đâu lấy được. Chờ đi sang bên thế. Xong vào bên làng anh không lấy. Đâu vẫn chưa có gãy cổ luôn này. Bay bay. Anh đang ngắm anh cái này. Anh quay được không? Có nhưng mà anh đang ngắm nó trơn quá. Gục luôn. Đó đang cửa đây. Gãy cổ rồi. Em thấy gãy cái cổ quá. Cái như bà rồi giờ quá không nhận được thì bà bắn đất kinh. Nhưng mà về lội về xong đấy cũng không biết lội cứu chi nữa cơ. Lội phải đi đường kia xong ra đây à? Mẹ con quả lép này. Mình mà hôm nay nếu mà lúc nãy giờ mà nó mưa mà nó ướt ấy là anh phải xuống anh đi lội luôn. Đây sâu không? Sâu lắm. Đây. Nè. Úi giời. Ô mà. Chui sang cái vòng bên cạnh. Ơ lòi đít cũng chết à? Hả? Con gì á, đẹp lắm. Không phải chim sẻ, con đẹp to lắm. Hơn mà à. Đẹp lắm. Ô bò kín. Lòi đúng rồi cái đít ra. Thè luôn. Dụng luôn. Này, lòi đúng cái đít ra. Đủ mắt đẹp vãi. Lần đầu tiên ăn được. Anh cũng lần đầu tiên thấy là. Con đẹp này. Cái hậu lửa nó dài thật đấy. Giống như gõ kín đấy, không biết có phải không. Con gì ấy. Đây. Ôi con nữa, con nữa. Ôi rồi. Ô, là vẫn mắc cái nhà đấy luôn. Mang trên cái gốc ạ. À, còn hai, còn con bắn đầu bên này này. Rụng muốn kia rồi. Vào cái chi được nhỉ? Vào cái gì được nhỉ? Một con. Hai con. Hai con à? Hai con là hai khác hai con đó. Mày đi góc quyền bắn lên thân là dễ lắm. Mày đi chết chết. Chết rồi, hai phát hai con. Ô oh. Ô một con trôi mất rồi. Ô một con trôi mất đây rồi. Ai. Ôi. Thôi. Vào nhà đó. Hai phát hai con đó.
Chết một con. Thấy không? Bắn con nữa để lấy luôn thẻ. Tí chết. Chết chưa? Đâu, lấy đi. Ui cò kìa. Anh không biết chỗ nào thôi. Anh không biết, em biết thì em lội bỏ dép á. Con của anh kia cũng gần chết, giết chúng. Bỏ dép ra, bỏ dép ra. Nhưng mà anh không thấy biết chỗ thôi. Anh biết anh lội ra đó. Cỏ bay nhiều chưa? Ở đây nó không lên đến háng đâu mà lo. Ui cỏ nó bay kìa. Đông rồi. Eo ơi. Sao chỗ nào? À. Thế là con chim xấu số à? Thôi ngắm nghía cái gì. Chết rồi. Nhưng mà chết chứ con gì nữa. Rơi. Không rơi. Bị sượt, vẫn bị sượt. Nghe cái bộp kêu. Bờ đây có. Chết tồi dụng luôn. Bạn bắn hay thế. Ô kìa. Lên sao được. Úi giời ơi. Đẹp quá. Hả? Quá đẹp. Chết tồi dụng kìa. Chết cứng luôn. Bước cá. Đây, ở cái này mà ông nào mà con già con đùi lội được này, cái này nó không sâu. Lội đi. Ai bắt chú bắn những cái phà khó thì chú phải nhặt thôi. À, con cò là cởi áo không bơi luôn à? Không sâu đâu. Chẳng qua chân chú ngắn á. Chân chú ngắn á. Đi vào trong cồn để cho nó cao. Cái gì đó? Kiếm được con chảo hoa mà bằng đấy cũng được nhỉ. Bây giờ đừng bắn xa nó mất công lội đó. Không chơi. Nổ kia. Ôi chết chết rơi. Anh đi đâu rồi? xong đủ. Còn anh quý ông anh quay nữa. Kì bấm nó mà quay. Thế nhưng mà có kì bấm đâu bay cái chơi gì bay bắn rồi. Quả này là vượt tít nhưng mà anh nghĩ là nó chưa quay vì nó chưa đủ quay trên này đây này to đấy to phết em, nhưng mà quả em này quen rồi em cứ nghe tít cái là em thả nhưng mà tít phải để khoảng 1-2 giây chứ bây giờ tít là nó mới bắt đầu bấm nó chưa kịp nhảy dây cái là ông nó bắn mẹ rồi. Chết tôi. Ơi. Ơi. Ơ, Dụng ơi, Dụng này xong nhà đây. Hả?